Xin chào tất cả các anh em. Rất vui gặp lại các anh em trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay Idol Câu tiếp tục review và giới thiệu đến các anh em một cái mẫu máy câu đến từ thương hiệu Tersu Rinuja. Thì cái mẫu này bên Idol Câu bán cách đây cũng khá là lâu rồi. Đã được 2 năm. Thì cái mẫu này hiện tại rất là hot và các anh em đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà thời một năm vừa rồi, cái dịch Covid thì cái thị trường châu Âu biến động, cho nên là bên nhà sản xuất người ta họ không có sản xuất, không có đủ đơn hàng, người ta không sản xuất. Thì đợt này cái dòng máy này nó về được một ít nha các anh em, full size ha, từ size 500 cho đến size 5000. Thì hôm nay mình giới thiệu lại, review lại, mục đích là thông báo đến tất cả các anh em dòng máy này hiện tại nó đã có đầy đủ size. Thì hôm nay mình nhân tiện đây sẽ review và nói sơ lại cái dòng máy cho những cái anh em nào chưa biết và chưa sử dụng, nắm thêm thông tin. Còn những cái anh em nào mà đã sử dụng qua những cái dòng máy của hãng Tersu Rioja thì đã biết về cái chất lượng. Nó có rất là nhiều cái mẫu máy. Thì cái mẫu máy Tersu Rinuja, cái con này là con FS Tersu Rinuja. Đây là cái hãng Tersu Rioja và cái model máy là cái FS. Đó, từ size FS 5500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Có tất cả là 7 size nha các em. Full size luôn. Rất là nhiều size. Và cái dòng này chơi cả nước mặn và nước ngọt thì rất là ok. Đây, mình đang dùng cái con FS 4000. Chơi cũng được gần 2 năm rồi nha các em. Chơi nước mặn rất là nhiều. Và đi quấn cá lóc thì mình chơi một cái 4000 thôi, chơi rất là nhiều thể loại luôn. Rất cái máy chơi chạy còn rất là mượt. Nước sơn cũng khá là tốt luôn nha các em. Mình chơi mình ít bảo quản lắm nhưng mà máy còn khá là ok. Thì cái máy này nó đã rớt xuống nước mặn mấy lần rồi ha. Rớt xuống mấy nước mặn mấy lần nhưng mà máy quay cũng khá là mượt. Chơi máy này chơi rất là ok. Đó là một cái số thông tin cho các anh em nắm. Bây giờ mình sẽ nói sơ về cái thông số. Thì cái máy này nó có size 500 cho đến size 5000. Đây là cái bảng thông số. Này là cái model từ FS 500 cho đến 5000. Đây là Gradio, Gradio của nó là 521 nha, tất cả các máy. Đây là cái thông số sức chứa dây. Rất là nhiều các anh em nếu mà muốn xem kỹ cái dòng máy nào thì các anh em dừng video lại ha. Các anh em xem. Này là sức chứa dây này. Đó. Và đây là cái thông số lực tải. Đó. Gradio là 521 này. Cái máy 800 cho đến 1000 là mắc rát của nó là 4 kg. 2000 đến 3000 là mắc rát 7 kg nè. 4000 5000 là mắc rát 11 kg. Thì cái máy này nó có 9 cộng 1 bi trên một vạch đạn. Hiện tại cái mẫu máy này nó có tất cả là 7 size nha các anh em. Size 500 này, 800 này, 1000, 2000, 3000, 4000 và 5000. Thì trong cái video này mình chỉ giới thiệu sơ những cái chi tiết và so sánh một cái số size. Còn các anh em nào mà tìm hiểu chi tiết cái thông số từng size thì có thể vào cái website adocau.com tìm cái mẫu máy Tersu Rinuja FS 5000 FS và đánh cái size máy, nó sẽ ra cái thông tin cái máy của các anh em cần tìm, hoặc là kích vào cái đường link mình để ở trên cái tiêu đề của cái video.
Thì đây là cái mẫu máy Tesu Rinoza FS. Các anh em nhìn cái mẫu máy rất là đẹp, lực tải khá là khỏe, máy chạy, máy quay rất là êm và rất là mượt. Thì cái máy dòng máy này hiện tại mình đã sử dụng, đây sử dụng cái con này. Các anh em mà xem những cái video mà mình đi câu thì hầu như là mình đang sử dụng cái con FS này, chơi rất là khỏe, đi câu biển, câu cá lóc rất là nhiều. Câu hồ thì cá nó lòi rớt xuống hồ luôn nha các anh em, nhưng mà máy chạy còn rất là mượt luôn, cực kỳ khỏe luôn. Đó là cái con máy là mình đang chơi. Thì đây là cái máy của hãng Tesu Rinoza, hàng chính hãng. Thì đây là cái mẫu máy mà chủ yếu là sản xuất cho thị trường châu Âu nha các anh em. Cái body của cái máy và cái chân máy là bằng chất liệu composite, là một cái hợp kim siêu cứng. Tay quay là bằng chất liệu hợp kim và được xi mạ, và cái bun là bằng chất liệu nhôm. Thì cái dòng máy này các anh em chơi cả nước mặn nước ngọt đều ok nhé. Và cái tay quay thì cái tay quay rời, tay quay rời. Và các anh em nhìn cái chân tay quay và cái trục nha, rất là dày, nhìn rất là sắc nét, không các anh em nhìn rất là đẹp, rất là cứng cáp luôn. Đấy. Thì cái dòng máy này các anh em chơi cũng khá là nhiều nhé. Cái đối với cái hãng Tesu Rinoza, thì các anh em nào mà đã chơi qua những cái dòng cần, những cái dòng máy của hãng thì đã biết về cái chất lượng, về cái drag. Thì cái dòng này cái drag nó cũng khá là chuẩn. Bây giờ mình sẽ tháo ra bên trong cho anh em xem cái trục máy. Đây, đây. Đây là cái trục máy. Cái trục máy này thì nó không to, nhưng mà nó làm bằng một cái chất liệu hợp kim siêu cứng. Cái tiếng rác nghe cũng khá là đanh, rất là êm nha các em, nghe rất là sướng tai. Rất là chuẩn nha các em, xít một phát là khó buôn, là cứng nhắc luôn ha. Các em xả bên ra. Rất là chuẩn. Cái máy 4.000 và 5.000, cái đấm tay quay chất liệu EVA, nó là cái đấm tròn lớn. Thì đối với cái size 4.000 và 5.000 thì các anh em có thể dùng đi câu sông hồ ha, câu lăng xê, và đi câu biển các anh em câu vít cũng khá là tốt. Đây là size 4.000. Những cái mẫu size đối với cái size 3.000 thì các anh em có thể dùng câu lua, những cái cần có độ cứng M, MH hoặc là H từ 24 trở lên thì nó sẽ phù hợp. Đây là size 3.000. Và đây là cái size 2.000. Size 2.000 thì nó nhỏ hơn một xíu đối với cái size 3.000. Thì size 2.000 thì các em có thể dùng đi lure, phù hợp với những cái cần có độ cứng M, ML. Đây là size 2.000. Và size 1.000 và size 500, thì hai cái size này nó sẽ phù hợp
với những cái dòng cần UL, Ultralight cho anh em đi câu suối, câu bè. Với cái size 500 thì các anh em có thể dùng câu tôm, rất là nhỏ gọn nha các anh em. Nó tải mắc rát 4kg đấy, rất là khỏe luôn. Đây là size 500, cực kỳ đẹp. Size 1000. Đồ Câu vừa review và giới thiệu đến tất cả các anh em cái dòng máy của thương hiệu Tersu Rinoza, dòng máy Baramen FS 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 và 5000. Nó có tất cả là 7 size. Các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các anh em. Các bạn và các anh em có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng.